về thăm gia đình và anh em thăm nhà mấy cả các cháu nữa. Thì cũng kỳ này cũng rất là bận rộn, mùa mưa nó cho nên cái điều kiện thì giờ nó không có, cho nên anh chị cũng quyết định và cũng bàn là thôi tổ chức cái bữa cơm này Phú còn gọn gia đình đi chồng các anh chị ra để anh em mình họp mặt một tí, chứ tới đây thì nó không có thì giờ nữa đó. Thì ngày hôm nay anh chị cũng chúc hết tất cả gia đình Y Trâm, tất cả gia đình các em đây và các cháu đây được dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, mọi sự vui vẻ, mọi sự tốt đẹp trong sự quan phòng trong cây Chúa. Và bây giờ chúng ta làm dấu để cơm tay cái đã. Lạy Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, vì Cha đại diện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa thắm rồi, nhưng khi chúng con trở khỏi sự dữ, Amen. Lạy Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Bây giờ chúng ta vỗ tay một lần nữa mừng cho gia đình Nghi Trâm và các cháu về thăm gia đình được an bình bình an, tụ họp tạm cái này là một tụ họp sơ sơ lần đầu tiên vui vẻ, còn cái chính là ngày 6 tháng 8 này rồi. Và cái buổi cơm gia đình hôm nay á, thì bia thì có hai loại là bia Sài Gòn và bia Tiger. Bia Tiger ai uống hợp loại nào để loại đó. Còn rượu có hai loại, rượu có biết rượu gì của chú Thành, chú Thành đọc tên thôi. Còn rượu của anh là thuốc này, có rượu thật giá tên là rượu thuốc. Rượu thuốc mà thuốc có cái thuốc bổ gì nữa đây đó, ai dùng cái nào được cái dùng nhé. Rồi đầu tiên xin mời. Uống bia không? Thầy ơi, Hiệp ơi, làm cái tâm linh cái bia kìa. Uống bia bây giờ uống rượu chưa? Mình ăn rượu lộn chất đấy nha. Ai ăn trước? Qua đã. Em muốn uống rượu nào? Em chỉ uống rượu vàng rồi ra. Cái này là ngon nè anh ơi. Rồi xong chưa? Quay một vòng cái rồi. Lấy mấy lông đi tay gơm đi. Bỏ cả kéo chú Huy đi.
đây con đi ra chỗ đó, con đang ngồi đó. Tính thử đổi chai này lấy chai của em chịu không? Không mà.